Em chào cả nhà nhé. Hôm nay em về được một ít chồn, hôm nay ở dưới nhà mang lên cái bao tải này. Chồn rất xanh luôn anh em nhé. Đây. Đấy, cho anh em thấy. Hàng nhà em thì gần rừng cho nên là anh em lấy được thì các bạn ấy vẫn cứ mang về nhà em. Hàng rất là xanh luôn, cây to cây nhỏ đủ cả. Chồn hàng như thế này thì một cân là 200.000 mọi người nhé. Có cây to cây nhỏ. Rất là xanh luôn, các bạn ấy hái buổi sáng không là vừa về lúc chiều tối. Chỗ này được khoảng hơn chục cân. Thanh niên bản người ta hay chơi bằng cái thể loại bao tải. Dễ. Người đi lấy lan thì người ta toàn cái loại này thôi. Chung là mình cũng bảo anh em là đừng lấy những loại bé này thì 150 một cân anh em nhé. Cây to thì cao hơn một tí, những loại như thế này đấy mình lấy giá như vậy anh em nhé. Này, chỗ này là to lắm nhỉ, chỗ này 200.000. Đây giới thiệu cho anh em thêm cái túi mật ong, túi mật ong này nói là quá xuất sắc luôn anh em nhé. Túi này mật ong quái này. Quá tuyệt vời luôn anh em nhìn. Đây. Đây em cân thử xem. Cái này là 4 cân mốt lấy cái tổ này còn nguyên bọng như này. Đấy. Em lấy là 850 bao ship cho anh em nhé. Cái ong khoái rừng này chuẩn và cực kỳ đẹp luôn anh em nhé. Còn cái túi này thì nó bé hơn một tí, túi này khoảng 3 cân. Túi này thì nó khoảng 3 cân anh em nhé. Đây. 2 cân 8. Đây các bạn ấy lấy cái dây rừng buộc vào. Em sợ nó bị tuột cho nên em phải cho cái túi này. Mật ong nhà em thì rất là nhiều. Toàn mật ong rừng hết anh em nhé. Thêm cái tổ này với anh em nữa. Tổ này sắc mật nó rất là trong, nó rất đẹp đây anh em. Đấy. Quá tuyệt vời luôn anh em nhé, nhìn nó chưa, nó đã vít nắp hết đây này, mật nó vàng óng ả luôn. Cân cho anh em thử cái chậu này. Đấy. 7 cân rưỡi thì mình lấy 1.550.000 bao ship cho anh em. Thực ra anh em lưu ý này, những cái giá như này là mình bán rất là rẻ luôn anh em nhé. Đây là mật ong, tuy nhiên là cái mật này giới thiệu mọi người là cái mật của cái con ong nó sống trong hốc đá với lại trong gốc cây anh em nhé. Thơm lắm, siêu thơm luôn anh em nhìn này. Đây là vít nắp hết. Loại này thì cũng 200.000 một cân anh em nhé. Còn anh em nào mà lấy không tin thì lấy cái loại mật ong khoái dùng thử này. Đấy, chai như này là 200.000 một chai, nửa lít các bạn nhé. Em lên một số những cái sản phẩm khác như là đây vẫn là ong khoái, đây vẫn là ong khoái. Đấy, lọ như này là 200.000. Và mọi người lưu ý là nó ga nó rất mạnh nhé. Đấy, nó rất căng, nhìn cái chai này căng, rất căng. Em mở cho mọi người xem. Đấy, khủng khiếp chưa, ga của nó. Xin lỗi làm anh em giật mình. Đây nụ tam thất. Tam thất này 800.000 một cân. Nấm đông trùng hạ thảo. Giới thiệu mọi người, hôm trước em bán là 500.000. Cao gắm cho anh em chữa gút nhé. Đấy, cái cao gắm này, cái cao gắm đỏ của người Tây này. Đây, đây. Mỗi bữa anh em dùng 3 lần cho em. À, em xin lỗi là một ngày anh em dùng 3 lần và mỗi lần bằng một cái hạt ngô to to một chút. Đấy. Thì cái axit uric ở trong máu nó sẽ xuống. Tiếp theo là cái thuốc dạ dày đại tràng này. Em giới thiệu cho mọi người, rất nhiều người đã khỏi khi uống cái sản phẩm này của nhà em mọi người nhé. Đấy. Và rượu xoa bóp bọ cạp. Hôm nay em lấy là đây có một cặp như thế này là 130.000 một cặp, rất là rẻ anh em nhé.
trà sơn mật hồng sâm 90.000 một túi, sâm cao khô 230.000 một cân, bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý. Theo là rượu trứng khửng, cái này là 200.000 một gói này, gồm có quả cây chí chuôn chua này, củ tấn khửng, củ bình tinh đấy, và cũng như là mú tần này, hay là dâm dương hoắc này đấy, rất nhiều những cái sản phẩm cây rừng anh em nhé, hoặc là cái rễ cây mú tần này 90.000 một bịch. Hạt đời ơi bay này là 200.000. Còn cái gì nữa nhỉ? Đây giới thiệu với anh em ít thớt này, cái lô thớt này 40 anh em nhé, đến Campuchia anh em trồng cái chất gỗ của nó đen đẹp, không tâm không rác mùn anh em nhé. Này là size 40 là 500.000 một cái. Anh em mua một cái này dùng 10 năm, không phải mua thớt nhựa, thớt xà cừ gì cho mệt. Và em giới thiệu cái combo 3 cái cây dao. Cây dao gỗ cán mun đuôi công, đấy, thép nhíp Nga. Đây anh em nhé, con này con chặt gà vịt nặng 550g này. Đấy. Con này, một bộ này gồm 3 con 550g. Con này con chuyên thái này, anh em xem. Đấy. Còn con này là con phi lê. Đây, con phi lê anh em nhé. Họ đánh rất hiện đại, đánh thủ công rất hiện đại, thép nhíp nhang Nga, cán mun đuôi công anh em nhé. Ngoài ra các sản phẩm khác như chầm chéo, hạt dừa, mắc khén bên em vẫn rất nhiều. Một combo như thế này, combo mắc khén hạt dừa. Combo mắc kén hạt dổi đây mọi người nhé, là 180.000 này. Hạt dổi này 250 hạt một hộp, à một túi nhé, nếu anh em mua riêng là 140.000. anh em đánh tiết canh bằng cái loại này thì thôi rồi luôn nhé, quá tuyệt vời. Còn những cái loại như khác như là chè vàng, vàng em bán đã 60.000 một bịch. Đấy. Gan nhiễm mỡ, thanh nhiệt giải độc, hay là dây thiều canh trị tiểu đường béo phì. Đấy, anh em nhé, toàn là thuốc thảo dược rất quý. Rồi, anh em có nhu cầu về bất cứ sản phẩm nào, về ớt hay là những cái nội dung như là mật ong rừng, thuốc rượu xoa bóp vân vân, đều có thể liên hệ với em để có những cái giá tốt nhất anh em nhé. Em xin chào, xin chúc sức khỏe tất cả anh em.